Trước khi xem video này, bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh và sau đó bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video mới nhất trên PMT Doctor. Chào bạn thân mến, hôm nay PMT Doctor muốn mách cho mẹ bầu về 3 tư thế ngủ cực tốt cho thai nhi. Mỗi chúng ta thì thường dành khoảng 1/3 cuộc đời cho việc ngủ hoặc là đang cố gắng vật lộn với nó. Khi có thai, chúng ta sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn. Với những bà mẹ tương lai thì tư thế nằm lại có một quan hệ mật thiết với sức khỏe của thai nhi. Vậy thì đâu là tư thế nằm ngủ tốt cho mẹ bầu? Đôi khi trong suốt quá trình ngủ, việc thay đổi tư thế sẽ gây một số điểm bất lợi cho thai kỳ của bạn. Hôm nay PMT Doctor sẽ mách bạn 3 tư thế ngủ tốt nhất để mẹ tránh gây ra bất kỳ tổn hại nào cho bạn và cả thai nhi trong bụng nhé. Vậy những tư thế ngủ tốt cho mẹ bầu trong thai kỳ là gì? Tư thế thứ nhất đó là tư thế ngủ nằm sấp. Tư thế ngủ sấp nghe thì có vẻ khó hiểu với tư thế này. Đặc biệt là trước khi mang thai, nếu bạn đã quen với tư thế nằm này thì bạn vẫn có thể tiếp tục duy trì nó trong tam cá nguyệt thứ nhất. Đó là chỉ 3 tháng đầu thôi nhé. Trong 3 tháng đầu tiên thì khi mà thai nhi vẫn còn chưa lớn, nó sẽ giúp phần thai nhi được nằm thấp hơn tim mẹ. Thai nhi sẽ được dồn máu xuống phía dưới để tiếp nhận oxy tốt hơn và mẹ sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Tiếp nhận được nhiều oxy thì sẽ giúp bé phát triển tốt hơn. Tuy nhiên sau giai đoạn này, khi bạn cảm thấy bụng lớn bị chèn thì không được nằm như vậy nữa. Bạn sẽ gặp khó khăn nhiều hơn nếu tiếp tục duy trì thói quen nằm này. Lý do là việc thai nhi trong bụng ngày càng lớn dần sẽ gây khó chịu cho bạn. Điều này chèn ép vào thân thể của thai nhi chỉ có giai đoạn thôi nhé, có nghĩa là chỉ trong 3 tháng đầu tiên. Tư thế ngủ thứ hai đó là ngủ nghiêng. Đây có thể nói là tư thế ngủ tốt nhất cho bà bầu mà vẫn đảm bảo an toàn cho em bé trong bụng. Nó cho phép máu lưu thông dễ dàng trong khi hoàn toàn không gây áp lực lên các cơ quan nội tạng của bạn. Nằm nghiêng ở phía nào cũng ổn, nhưng khuyến nghị bạn nên chọn bên trái bởi một số lợi ích sau. Tư thế ngủ nghiêng bên trái sẽ làm tăng lưu lượng máu và đưa chất dinh dưỡng đến nuôi thai tốt hơn. Tư thế này còn làm giảm nguy cơ thai chết lưu. Ngủ nghiêng bên trái giúp thận lọc sạch các chất độc hại tốt hơn. Tư thế này áp dụng trong mọi tháng thai kỳ. Còn tư thế thứ ba đó là tư thế tay và đầu gối. Tư thế này lại rất có lợi cho cả mẹ bầu lẫn thai nhi. Vị trí tay và đầu gối của bạn sẽ giúp giảm đau lưng, đồng thời nới lỏng các khớp cũng như mang lại sự thoải mái và thư giãn cho mẹ. Đối với thai nhi, nằm kiểu này khuyến khích em bé di chuyển đúng vào vị trí tốt hơn cho mẹ khi chuyển dạ. Bạn hãy đặt một chiếc gối phía dưới đầu gối khi nằm nghiêng, kẹp giữa hai đầu gối. Sau đó đặt một gối áp cổ má của bạn trên cánh tay phía dưới thì không được để phần vai của mình bị cong. Điều này có thể giữ cho chân song song và hỗ trợ tốt cho phần hông, xương chậu cũng như cột sống. Còn về tư thế ngủ ngửa thì sao? Tư thế ngủ ngửa thực sự không tốt cho mẹ bầu do trọng lượng của thai nhi và tử cung sẽ gây áp lực lên các cơ quan nội tạng của người mẹ. Từ đó dẫn đến khó khăn trong việc lưu thông máu đến nhau thai, rất là nguy hiểm. Bạn phải tránh nằm ngủ ngửa khi mang thai 2 quý cuối cùng nhé. Đó là lý do mà mẹ bầu nên lựa chọn tư thế ngủ an toàn và phù hợp để giảm các vấn đề nguy cơ thai chết lưu và thai nhi chậm phát triển. Thế nhưng bạn cũng không nên quá lo lắng vì nếu thai kỳ của bạn không có biến chứng xấu, tỷ lệ thai chết lưu là rất thấp, 1 trên 200. Và có các mẹo để ngon giấc hơn khi mang thai như sau. Nhiều bà mẹ cảm thấy thoải mái hơn khi đặt một chiếc gối kẹp giữa hai chân. Đây là một phần của tư thế tay và đầu gối mình vừa nêu ở trên. Nếu bạn gặp chứng ngựa nóng vào ban đêm, hãy kê thêm một chiếc gối phía sau lưng sẽ khiến nâng đỡ phần lưng của bạn, làm cho bạn dễ chịu nhiều hơn. Gối tóc thấp khi ngủ sẽ là gợi ý cho bạn nếu bạn muốn chuyển sang tư thế nằm ngửa và sẽ tránh cho bạn mỏi cổ. Hãy đảm bảo ngủ theo đúng những tư thế tốt cho bà bầu mà mình đã khuyến cáo ở trên nhé. Trong trường hợp bạn thức giấc giữa chừng, hãy kiểm tra lại tư thế của mình đang nằm và điều chỉnh lại. Tốt nhất là hãy phải điều chỉnh sang tư thế nằm nghiêng bên trái. Và mang thai là một quá trình phức tạp, ngay cả việc ăn ngủ bạn cũng phải cẩn trọng. Mong rằng những lời khuyên về các tư thế ngủ cho mẹ bầu trên đây sẽ giúp bạn hỗ trợ một giấc ngủ ngon để có thai kỳ khỏe mạnh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.